Bạn Hoàng Hải hỏi anh Hoàng Ca chơi bóng được bao lâu rồi? Thì mình chơi bóng năm nay, mình chơi bóng từ năm 15 tuổi. Thì năm nay cũng khoảng được 13, 14 năm rồi. Bạn Nguyễn Đặng Tuấn Anh hỏi, hai anh em sinh đôi như vậy thì làm sao phân biệt được anh Hoàng với anh Đạt vậy ạ? Để trả lời câu hỏi này rất đơn giản. Anh Hoàng đẹp trai hơn, dễ tính hơn, thân thiện hơn. Anh Đạt thì hơi nhào một chút. Bạn Dương Phúc Thịnh hỏi, anh Hoàng và anh Đạt có đánh SEA Games không vậy ạ? Anh Hoàng thì chắc là có, còn anh Đạt thì chắc là không. Do anh Đạt cũng thứ nhất cũng chấn thương, thì thành ra anh Đạt đang trong thời gian đấy phải nghỉ dưỡng thương cho VBA. Và bạn cổ vũ anh Hoàng nhé. Chỉ cổ vũ anh Hoàng. Bạn Bình Phan hỏi, có khi cho em hỏi khi làm chuyện ấy anh Hoàng Ca dùng tay trái hay tay phải ạ? Ý em là giận bóng à? Anh dùng cả hai tay. Nhìn mãi anh mở ngoặc mới thấy. Chị thì biết rồi nha. Chị biết rồi nha. Bạn Minh Hồng Quang hỏi, anh Hoàng Ca có phải là anh trai của Linh Ca không? Mình quen rất nhiều Linh, nhưng mà mỗi tội là không biết Linh Ca là bạn nào. Tí mình sẽ đi về vào hỏi những bạn Linh của mình xem ai có phải biệt danh là Linh Ca không, thì mình hy vọng là không phải anh ruột thì cũng là anh kết nghĩa vậy. Em chưa 18. Có những thắc mắc gì hay có những câu hỏi gì các bạn muốn mình trả lời thì hãy tiếp tục gửi câu hỏi cho mình. Mình sẽ cố gắng trả lời hết tất cả các câu hỏi. Và nếu không thể trả lời được trên này thì các bạn phải inbox trực tiếp để hỏi mình.